cho chẳng 30 mạng đây này, đây từ từ. Thêm một mạng nữa. Nào đừng đợi ai chết đi. Ơ nó bay qua nè, nó bay qua kìa, nó bay qua kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ok. Bắt đầu mình lên sử nè. Mình sẽ giả boss nè. Để mình mặc đồ mặc định đó. Thôi vô đi. Ai, có một mình trong này à. Mình sẽ xài cái khẩu Sakura này này. Ôi sao mới vào game nó giật thế. Đầu tiên thì mình sẽ chấp họ. Ồ kìa trước mặt mình luôn kìa. Ồ cái kiểu này thì ra bắn luôn á. Đây. Bắn được không? À không bắn được, không bắn được. Ủa, ngầu chưa? Nào lên. Chúng ta cùng lên. Đầu tiên mình sẽ chấp họ trước 20 kill đi. Mình sẽ cho đối phương nó có trước 20 kill. Rồi lúc đó mình sẽ lên. Nào lên đi, lên đi, lên đi. Lên đi, mọi người lên đi. Thủ luôn này. Cái gì đây? Bé yêu tài nó chứ. Bé yêu tài á. Đây là bên kia, bên họ có một người áp ca kìa. Có một người đẩy lên, mình sẽ trốn, mình sẽ chạy. Mình sẽ đợi khi nào mà đủ 20 kill á. Đối phương họ ăn 20 kill á. Như có vẻ cái team này mạnh quá. 3-1 này. Đúng rồi, cố lên, bắn nó, đúng rồi. Cố lên. Ui, ghê quá à. Chết hết. 3-2 rồi này. Không biết khi nào mới xong nữa, lâu quá à. Lên đi mọi người, lên đi. Xử nó đi. Nó có đây an toàn không ta? Cho địch bắn á. Ừ ha, cứ này thì hơi bị lâu á. Mà để mình lên mình cho họ 20 kill luôn đi. Chứ hình như là hơi bị lâu. Ok cho bắn này. Vì luôn. Được. Đây, đây này. Đây ăn đi. Nè, thịt đi. Rồi, hay quá. Thỏ trốn đúng không? Trận đấu lần này không, mình không bật được cái tên. Không bật được cái bản tên, không biết là bên kia tên gì. 66 này. Hình như team mình có vẻ là mạnh hơn là team địch á. Team địch họ họ thủ ở trong nhà này. Đây này. Team địch không giống công luôn á. Lên. Mình sẽ xài con súng ốc này mình lên chỗ lẹ. Hello. Ôi, ôi. Đứng im cho bắn luôn mà còn hụt nữa. Lên. 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 Ui. Công nhận mình thích cái khẩu súng này thật. Mười một rồi á. Tính ra mình fit mạng cho địch luôn á. Mình mà đồng đội mình vẫn giữ lại tỷ số luôn này. Ghê thật. Mình sợ là không có kịp thời gian á. Đâu rồi đâu địch nó hết trơn rồi. Hình như team bên địch có vẻ nhút nhát, có vẻ yếu. Đâu rồi, ủa bắn ở đâu mình không biết luôn á. Đây này. Ôi. Đấy, cái mình đã im cho bắn luôn. Bắn không trúng. Đây.
Ban thật sự. Chạy ra bo cho nhanh đó. Nếu mà chạy ra bo thì để mình coi. Chạy ra bo nó có tính không? Sợ nó không tính đấy chứ. Nhìn cái mặt nó ghét không? Đây này, hình như nó không tính này, phải không? 18 không để ý, hồi nãy mình không để ý rồi. Tính không vậy? 18 này. Ồ, 19 rồi, ok. Thà đi, thà dậy đi. Đã cho giết rồi, còn không giết được đó, thì thôi rồi. Thêm một mạng nữa, thêm một mạng nữa. Rồi, ok. Nhưng mà có vẻ nó đơn giản quá. Đúng không giờ? Mà để mình cho thêm 10 mạng nữa đi. Tại vì đồng đội mình khó chết. 21 rồi này. Không biết đồng đội mình có feed mạng vô địch không nữa. 21 rồi. Cho thêm 9 nữa đi. Rồi chẳng 30 luôn đi, cho chẳng 30 đi. 23 rồi. Sợ hết thời gian á. Đúng rồi, sợ hết thời gian á. Ui, hồi sinh đúng lẹ luôn. Nhìn cái mặt nó kìa. Cho dù chết nhưng mà cái mặt vẫn tinh bơ. Trời, hay quá. 26. Đồng đội bắn đúng hay luôn á. Bốn mươi mà đúng không? Nếu mà mình tắt được cái ghép vô duyên thì ok rồi, tại vì cái số lượng người chết thì nó không có tăng nhiều, hiểu không? Sợ mình cho chẳng 30 mạng đây này, đây từ thêm một mạng nữa nào, đồng đội ai chết đi. Ơ, nó bay qua này, nó bay qua kìa, nó bay qua kìa. Đúng rồi, đúng rồi, rồi ok, bắt đầu mình lên sử nè. Một mạng đầu tiên. Nhìn lâu lắm rồi đấy. Lên. Ô, còn bị gai đạn nữa chứ. Địch hồ sinh trên này luôn á. Vãi nồi. Địch hồ sinh cho đốc nhà á. Mét vậy sao chơi. Làm sao mình qua đây bây giờ. Phải nồi cái thiết kế á. Mình bắn không trúng luôn nè. Đùa nhau. Ê, bị lỗi. Ui, bị lỗi điều khiển á. 33 rồi. Hồi xin lâu. Từ từ bạn ơi. Cái bất tử họ hồi sinh lúc mà hồi sinh tới tận 5 giây lận cơ. 33 điều này. Đến nơi đồng đội mình đâu có fit mấy đâu. Đồng đội mình bắn ghê đấy. Hết đạn rồi. Phải rồi. Trời ơi. Đi qua như một vị thần không biết gì luôn. Double kill. 39 đâu này. Đồng đội bắn đúng ghê luôn á. Rồi win luôn, 41 luôn cơ. Quay đơn giản quá. Chắc hỏi trước 30 mạng.